Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Đó thì sau khi mình đi chơi bạn, đó thì mình đi 5 ngày mình mới về bạn. Đó thì mình dỡ cái thùng dế mà bữa mình nuôi mấy con dế mà nuôi con mấy con dế cộng đồng bạn. Đó thì nó có khá là nhiều dế con nha bạn ha. Đó thì trước khi mình đi hôm bữa thì trước khi mình đi á thì mình cũng có thấy nó nở lai ra vài con nữa bạn. Đó nhưng mà hôm nay mình đi 5 ngày mình về thì mình thấy nó có là khá là nhiều dế con nè. Đó hôm qua mình về hôm qua. Đó thì mình có bỏ một ít cám tí cám cho nó ăn nè bạn. Đó có những con lớn lớn này thì mình những con nở trước à, nở trước khi mình đi chơi bạn. Đó trước khi mình đi chơi một ngày thì mình thấy đã có dế con rồi. Đó nhưng mà nay mình về thì khá là nhiều luôn nè. Đó mình bỏ cám cho mình thấy các bạn thấy nó ăn cám không? Đó thì cũng khá là nhiều nha bạn ha. Đây mình quay vòng cái chuồng cho bạn xem. Đó các bạn thấy nó bù nhìn cái cục đá không nè. Đây nè. Đó trong hang đó cho bạn ha, đầy đá đây nè. Đó. Đó mấy dế con à, khá là đen luôn đó bạn. Đó con nhỏ mấy con nhỏ nhỏ thì chắc mình nghĩ chắc lúc nó nở lúc mình không có ở nhà. Đó thì mình cũng bỏ một ít rau muống vô cho nó ăn ha. Đó đây. Rau muống đây nè. Đó. Đó bạn thấy không? Đó những có những còn những cái cọng rau cũ thì những cái con dế mà khi mình không có ở nhà thì nó ăn bạn. Đó những cái bắp cũ vậy nè. Đó bắp đó bạn thấy không? Đó nó ăn đó bạn. Đó với lại ba mình cũng có bỏ vô cho nó vài hạt. Ba mình mở ra ba mình thấy có dế con thì ba mình bỏ vài hạt bắp cho nó ăn nè. Đó thì nó ăn nó lớn lên được mấy con dế lớn lớn đó bạn. Đó đây nè cái chỗ này nè. Đó đây mình lấy nét cho bạn xem mấy chỗ này đất nó hơi đen nhìn hơi khó xíu nha. Đó đây các bạn. Đó thì ở đây nè chỗ này là khá là nhiều nè. Đó nhưng mà nó cũng còn mấy cái kẻ mà mình đất cái nứt ra các bạn. Đất nứt ra thì nó chui vô mấy cái kẻ nè. Cái trong xét cái phần thành chuồng với lại cái đất các bạn ha. Đó như có những cái kẻ đất á thì mấy dế con nó chui trong cũng khá là nhiều ha. Đó có những con to thì giờ nó trước nè. Đó đen thui rồi. À, khá là nhiều luôn nha bạn ha, nhiều lắm nha. Đó thì mình thấy cũng khá là nhiều. Đó thì mình mới bỏ cái rau muống với cám cho nó ăn. Đó đây nữa nè. Đó đen thui à. Đó nhưng mà lớn lên thì thành dế lửa thì mấy con này cũng con của mấy con dế lửa mà mình nuôi á. Đó thì mình nuôi thì mình có đem ra ngoài thiên nhiên mình thả cho bạn xem á, thì do mình đi chơi mình không có thời gian mình chăm sóc á. Đó thì mình đem ra mình thả đó. Đó thì trong quá trình mình đi chơi 5 ngày thì mình về thì mình thấy là có dế con. Đó dế con nè. Đó, có mấy con lớn này là nó trước. Đó, đen thui các bạn thấy không? Khá đã luôn nè. Đó, thì mình sẽ quay vòng cái chuồng cho bạn xem. Đó, nhiều lắm bạn. Cái chuồng này thì cũng khá là rộng lớn thì nó đi cũng khá là nhiều. Với lại có những cái hang á, đó, những cái hang gì nè các bạn. Đó thì nó ở trong cái hang. Đó, đây. Đó, mấy cái lá cũ là trước khi mình đi chơi nó còn trong chuồng nè. Đó, nay mình quay lại cho bạn xem. Đó, với con nè. Đó, nhiều lắm bạn, nó bu trên mấy cục cá này nè. Đó, chỗ này là bạn thấy không? Đây nè, khá là nhiều luôn. Dưới cái bụi cỏ khô nè. Đó, quá trời ở dưới luôn nè. Đó, bạn thấy cái râu lú ra. Đó, nhiều mấy cái lỗ hang nữa, nhiều lắm. Đó, hôm qua mình về mình thấy nhiều quá thì mình mới bỏ cám vô rồi mình sáng nay mình mới bỏ lá rau muống cho nó ăn nè. Đó, mình xịt ẩm nữa. Đó, bạn thấy không? Nhiều chưa? Đó thì hôm bữa thì mình trong đây là mình như là mình nhớ là mình có là 4-5 con dưới mái nha, 4-5 con dưới mái nhưng mà dưới trống thì nhiều. Tại vì mình chỉ lựa dưới trống mình nuôi thôi bạn. Nó cho nó chiếm lãnh thổ rồi nó gáy cho mình nghe chơi bạn. Đó thì chỉ có 4 con dưới mái, 4-5 dưới mái thôi. Đó còn dưới trống thì nhiều. Đó nên số lượng dưới con này nó cũng không có nghẹt cái chuồng ha. Đó. Đó đây nè, hai râu nó dài vậy chứ mày. Nhỏ mà đã chưa? Đó. Thì mình về cái mình nghe ba mình nói có dưới con cái mình bắt đầu mình dỡ ra ha. Tại ba mình thấy trước mấy ngày rồi ba mình mới bỏ hết mấy bắp cho ăn á. Đó thì mình mới dỡ ra mình thấy có dưới con nhiều. Đó, rồi mình mới thả bắp cho thả cám vô. Đó, bạn thấy nó ăn cám nè. Đó, ăn cám nữa bạn thấy không? Những con dế nó khoái ăn cám lắm. Cám này cám chim bạn. Nhà mình hết cám gà rồi. Đó, mấy bữa nay mình đi chơi mình hết cám gà mình không mua được. Nó mình dưới con đen thui rồi bạn, nhìn thấy đã ha. Đó, nhưng mà lớn lên cái tự nhiên nó thành dưới lửa. Con nào cũng vậy. Có mấy bạn comment cho mình biết cái mấy bạn nuôi ra được dưới than cũng hay quá ha bạn ha. Đó, còn mình thì mình nuôi cũng khá là nhiều bầy rồi. Đó, nó ra toàn là dưới lửa thôi. Không được con dưới than nào hết. Hên lắm mới được con dưới dầu thôi. Còn mà mấy bạn thấy mà mình nuôi mấy con dế mà nó ra được dưới than là mấy con dế đó là mấy con dế mình bắt về thiên nhiên mà. Khi mà nó còn nhỏ ha, khi mà nó gần lột xác thành dế trưởng thành á, còn một lần lột một hai lần nữa đó mình bắt về thiên nhiên về mình nuôi thì nó mới ra được con dế than đó. Còn bằng dế mà mình nuôi từ nhỏ thì nó ra toàn là dế lửa thôi, nó không được dế than các bạn ơi.
mình nuôi nhiều bầy à. Ở đây có mấy con nhỏ li ti ti nữa bạn, mấy con này chắc mình nghĩ chắc mới nở được hôm qua hôm kia thôi nè. Đó, nhỏ xíu nữa bạn, đó nó chui vừa cái kẻ luôn nè bạn, đó chui vừa mấy cái kẻ đất nó nứt á, đó chui dưới qua cái đất, cái chuồng nó hơi khô xíu, chắc mình chút xíu mình sẽ đi xịt thêm miếng nước ẩm cho nó bạn, hơi khô. Đó, lá ra muống thì mình mới bỏ vô cho nó ăn. Đó, cái con nhỏ này nó khoái ăn lá rau muống, tại cái lá rau muống nó mềm mà nó dễ ăn. Là mình thấy mấy con này nó dành cái cục cám ăn nè, con bự nó dành mấy cục cám của mấy con nhỏ nè mày. Đó, đây mình lấy nét chỗ này hơi sáng chứ hơi không rõ nét xíu. Đó đây các bạn, nó đang dế, nó đang dành nó cám ăn nè. Đó, cám này cám chim ha, cám này mình cho mấy con chim nhà mình ăn các bạn, cám này cám trứng nè, đó cũng khoái ăn ghê luôn. Đó, chim nhà nó ăn nè, có mấy con nó dành ở dưới nè, mấy hạt cám nó rớt ra ngoài nó dành nó ăn nè bạn. Đó, nó có mấy con nó cũng còn hơi khá là nhỏ, mình lấy nét khó quá mày, nhỏ xíu à. Đó, con này đang ăn hạt cám bự luôn nè. Ừ, đã ha bạn ha, nó đi chơi về mà được bầy dế cũng khá là ok ha. Đó, đó thì mình chưa có đi bắt dế được ha. Đó thì bữa mình cũng nói với bạn là mình đi bắt dế, nhưng mà hiện tại thì bữa giờ cũng mưa bão mày, đó thì mình chưa đi bắt dế được ha, chứ là mình mới đi chơi về cũng hơi mệt, chứ là mình cũng đi làm mày. Đó, để hôm nào cuối tuần rảnh rỗi thì mình sẽ đi bắt dế ha, mình đi tìm mấy dế quầy mình bắt về cho bạn xem ha. Ồ đó, bạn thấy cái con kia nó nhỏ mà nó lo hạt cám, hai con dành kìa. Đó, trời ơi, lo kìa, hai con nó lo kìa, trời cám ở trong quá trời luôn mà nó không ăn, hai con nó dành nhau. Đó, rồi con chạy, con kia chạy. Đó, cám quá trời luôn không ăn, đi dành lộn. Đó, nó lo kìa, lo cái hộp cám còn to hơn nó nữa mày. Nó trụ nó ăn nè, gì vậy, trời. Nó nhìn đã các bạn ha, nó nhìn mấy con dế này nó tha cục cám cũng tím các bạn. Đó, ôm cục bự luôn, bự hơn thân người đó nữa các bạn. Đó, có mấy hạt nhỏ không chịu ăn thì là tha mấy cục bự tham rồi chưa. Ăn cám. Đó, cái dế vòng cái chuồng này cũng khá là nhiều nè, mình chỉ bỏ một cái dĩa vậy thôi mà nó bu nó ăn nè. Đó, mấy con bên kia không biết có nghe mùi cám được không, chứ mình sẽ làm thêm một cái dĩa như vậy nữa quá. Mình sợ mấy con ngay góc bên kia nó không có thấy được cái cám á, không ăn được bạn. Ăn cám này thì mau lớn lắm, nhưng mà dế thì nó không được mạnh ha. Đó, dế này mình nuôi theo kiểu công nghiệp á thì nó ăn cám rồi nó ăn những cái lá khô như lá rau muống vậy nè, thì nó không mạnh bằng dế về thiên nhiên ha. Đó, tuổi thọ nó sẽ không cao bằng ha. Mấy con dế thiên nhiên, nó ngoài thiên nhiên nó có xương rồi gió, những cái không khí ngoài thiên nhiên nó sẽ khỏe mạnh hơn những cái con dế mà mình nuôi vậy ha. Dế mình nuôi vậy thì giống mấy con dế mà mình mua ngoài tiệm chim cảnh á, dế mồi người ta bán mày. Đó, nó cũng gáy được ha, cũng gáy được, cũng đá được ha, nhưng mà nó không có đá hay, với lại nó không có mạnh đá dai như mấy con dế về thiên nhiên ha. Đó, trời, nó lo hạt cám nhìn tím các bạn. Có mấy con tí mới nở nè bạn, nhỏ xíu nè, đây nè. Đó, nhỏ xíu đó bạn ha. Đó, mình nghĩ chắc nó mới nở hôm qua hôm kia thôi. Đó, hôm qua về là mình mở ra mình thấy dế con rồi mình mới bỏ cám nó liền. Đó, để cho nó ăn, để nó đói nó chết tội nó các bạn. Đó, mấy ngày trước thì ba mình chỉ có bỏ cám nè, đó ở bên bắp nè bạn, đó bắp nè ba mình bỏ nè. Đó, với lại mấy cái lá muống nè nó ăn nè bạn, thấy nè, ăn nè cái lá muống dưới nè. Còn mấy lá mới này là thì mình mới bỏ đây, đó mới bỏ hồi sáng này. Đó, cám này mình bỏ hôm qua, tại qua về mình về nó hơi trễ, mình cũng hơi mệt á, mình cũng quay được cho bạn xem. Đó, đến hôm nay thì mình quay được cho bạn xem nè. Đó, với còn khá là nhiều ha. Đó rồi thì thôi thì cái video hôm nay ha, là mình vô tình ha, mình đi chơi về thì mình vô tình mình được một bầy dế con ha. Do mình nuôi lúc trước mình nuôi trong cái chuồng cộng đồng á thì có dế mái dế trống lẫn với nhau trong đây, thì nó đẻ trứng trong đây đó. Đó thì khi cái quá trình mình đi chơi được 5 ngày thì mình về thì mình mở cái chuồng ra ha, thì mình thấy có dế con, mình quay cho bạn xem. Đó, thì cũng có khá là nhiều ha, nhưng mà cũng có con nó nở trước nở sau thì các bạn thấy nè. Đó, con to con nhỏ ha. Đó thì chắc mình nghĩ thì có những con dế nó đẻ trước đẻ sau bạn, thì nó nở theo nó lần lượt ha. Đó, nó nở ra lần lần theo. Đó. Đó thì bạn nào thích về dế con hoặc dế đá thì các bạn cứ comment cho mình biết ha, thì mình sẽ thường xuyên mình quay cho bạn xem, hoặc là mình sẽ cập nhật cho bạn xem cái bài dế này. Đó, nó lớn cỡ nào ha. Đó thì mà này cũng mình cũng mới được thấy được hôm qua thôi. Hôm nay mình về mình mà hôm qua mình thấy mệt á thì bên này thì mình quay được cho bạn xem nè. Đó thì để nó lớn xíu nữa mình sẽ cập nhật cho bạn xem ha. Đó. Thôi thì còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nha bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video mình nha. Các bạn coi video này thấy hay thì các bạn cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.